Thôi vậy. Ủa, cô là cô Sáu hả? Hả cô? Cô Ba. Cô là cô Ba. Hả? Ủa, ba na 356 luôn. Ủa, ủa. Hả? Cốp. Trời ơi, cơm chín gà chắc. Ôi ôi, cưng quá. Một cái rồi, hai cái, ba cái, bốn cái. Thôi đi nữa, hôm nay nó nóng nè. Thơm. Nó thơm. Đứng kế bên mà thơm bát ngát luôn cô ba ơi. Trời ơi, đây nữa nè, đây nữa nè. Đây nè các bạn ơi. Các cậu ơi hả? Các bạn ơi. Ơ, cái này bị hư rồi, cái này chính là bị hư rồi. Hư rồi. Ừ, cái nhỏ nó cũng bị hư luôn. Chè, tao cắt cho chè. Ơi đó. Chặt bỏ đi. Ừ. Ừ. Trời, lấy chứ, mà tại con đang quay phim đó chứ. Còn sốt hết. Đó, được nhiên cỡ gì hết. Nha, trồng mít nữa. Trồng mít. Đổ máu. Giờ xin chào các bạn và các anh chị nha. Bây giờ thì em với lại Út tiện chè nè. Rồi lên nhà của cô Ba, hồi nãy mới ghé là nhà của cô Sáu. Ủa cô Năm, nãy là cô Năm. Ở bên đây nè, bên đây là nhà của cô Sáu, còn bây giờ là của cô Ba. Ủa vậy sao người ta cắt được hay ha? Người ta lũa vô vườn người ta cắt ha? Người ta có ổn có bàn tay. Vậy hả? Năm em cài vô cái chặt xong rồi mới lội cái sườn đầu này. Gom sớm lên. Ừ. Ừ, hàng chi nãy chị thấy cái chị tưởng ông đó ông rửa khóm. Đứng hai người hai bên đây nè. Ừ. Chị tưởng ông rửa khóm không mà sao mà ông lôi khóm lên á. Trời, cái chỗ này trồng đặt thấy ghê luôn nè. Này trồng khóm sát nhà luôn. Đặt rạc hết trơn các bạn ơi. Nhóc nhưng mà nó có này ủ chảng luôn à. Ủ chảng mà hơi ổn ha. Đúng không đâu. Có. Hư rồi. Hư. Bị ổn rồi. Hả? Có bông nè. Đâu đâu đâu. Có bông nè. Ừ, cái bông khóm nè. Này đúng rồi, là khóm non á, tỏ bông xong rồi nó mới lên nó bự á. Rồi vô. Kìa ở trong còn trái nữa kìa, có hái luôn không? Tới hư. Hư hả? Ổn quá vậy? Hư. Đi Út. Cái này mình để không khéo cái bị hư ổn ha. Ừ. Cái cây này nè tiền, cây này là cây củ năng nè tiền. Ừ. Mà hồi nãy cô Năm nói là mọc trên bờ là ăn được á. Ừ, cái cây nhỏ nhỏ này nè Út. Là củ năng luôn. Ừ, cây củ năng á. Cái củ năng mình mua hả? Ừ. Không là không thảm chị mua chị nấu gì cho em ăn hả? Đúng rồi. Thảm chị nấu gì cho con ăn ta? Cái củ năng mà chị nấu rồi gọt ra á. Ừ, đúng rồi, củ năng á. Cá này là cá lành canh á. Ôi ngộ quá vậy. Ấy, nó giống cá lồng tâm y chang mà. Chị nhìn đến nó dẹp hơn. Vậy hả? Ừ. Nó dẹp hơn. Rồi, đã quá vậy. À, mẹ ba em làm bán á. Ủa vậy hả? Dăng lưới ở dưới cái kinh á. Vậy hả? Giống như mình dăng lồng tâm ấy. À. Dễ lắm. Mà ở tại vì ở dưới mình không có. Ừ, ngon quá ta. Cái này ăn có ăn giống cá lồng tâm không? Hay là có xương gì không? Cũng y như vậy luôn á. Vậy hả? Ừ. Mà không có là bán được ghê á. Trời ơi, công nhận luôn, mấy cái khối đâm đau quá chừng nào. Tại cái gai nó sốc ngược vô da á thì. Ừ, lũ lỗ chảy máu đường chừng luôn á. Đau ghê mà nó mới đau quá chừng luôn, đau đau. Tám người đó.
Ờ má ơi con tưởng con chó nè. Hư. Mẹ ba hẹn cái không ăn cái để cho nó hư luôn. Mẹ để hư vậy giờ cũng có nhà thì chị hai chỉ bằng kẹo chị có về à. Ờ nó mệt rồi. Tiền ơi tiền, coi kìa nó trong veo kìa, nước trong veo kìa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi nó trong. Kinh khủng các bạn ơi, nè, ở dưới đáy sườn nè, ở dưới cái đáy nè. Tiền ơi nó đã. À. Biết sao không Tiền? Nước phèn, nước phèn. Ôi ôi, cái cây ở dưới sao không giống cây bông xe, con bông súng nha. Không, cái lá nó kỳ quá hả? Ôi ôi. Trời ơi, ủa. Cô ba. Vậy là ở đây đâu có đi chợ ăn cá không? Ăn cá rồi. Trời ơi nó đã. Cái này chắc câu lên cái chín đã không ta? Ủa vậy là ngày nào cô ba cũng vâng lưới không? Ngày nào cô ba. Cái này mình chỉ còn mình cắm câu quá, mình có ăn hoài luôn á. Đi ra là thấy có dính con, đi ra dính con rồi đó. Dạ không? Không sao chứ cháu nhỉ? Không sợ. Ừ. Ừ. Mình thôi, đói là hơi đói luôn á. Đói là đói. Đói là tiêu luôn á. Sốt trong đây đâu có. Em rồi, đúng không dạ? Cô tối nha, mấy cái gì nó nổi. Cái đó nó bờ nói đẹp, giống như trong phim vậy á. Thiệt. Cái nó y như trong phim vậy á. Nó bơi lượn eo eo eo. Nước trong thiệt chứ, nước phèn nè. Phèn, đất phèn. Mình nghe mẹ nói á, là đất nước phèn. Nước trong thì không có cá mà người đẹp quá thì không có ai thương trơn. Trời ơi, sáng mới ăn có nửa cái bánh bao à, giờ không ngói rồi. Ủa chị cho nói gì chị mới nói câu vậy thôi. Đứng đó để thấy đúng là sao? Chị muốn nói gì rồi? Này là nước trong mà có cá nha. Con chở thì đạo chứ chở chuối với đu đủ rồi để cho đi xe ra chở cho mẹ chuối dừa với đu đủ. Mình nghe mẹ mình nói là đất phèn á thì khóm nó lại chịu, cho nên là chỗ nào đất phèn thì toàn khóm không à, thì đất phèn á thì lại nước nó lại trong nữa, mà sau nước trong mà cá quá chừng cá đẹp hay ghê đẹp bắt buộc thôi, giờ trong quá cũng phải ở rồi chứ không ở ở đâu. Cái này mới ra nắng mà mình mới thấy rõ. Làm sao được? Chắc nó ghê quẩn nha. Ừ. Hình như con cá này hồi khác con cá hồi nãy.
Tại con cá hồi nãy nó mập hơn mà nó tròn hơn, còn cá thì nó dài hơn. Ở dưới này nó sâu hay ghê luôn á. Sâu lắm đó. Ngập đầu hơn đó. Dữ hả? Chị mà nhìn thấy đá luôn hả bà? Thì nó là nó cái chỗ mà biết sâu cả. Sâu khúc mà kia còn sâu ngập đầu vậy chứ sâu. Kiếm cái gì chìm chìm mình chọi xuống mình coi cho nó chìm tới đâu. Mình nhìn là thấy rồi. Ủa, bé này là con hay là cháu của cô Năm? Cháu ngoại. Cháu ngoại hả? Kiên tên gì? Thầy An. Hả? Thầy An. Ở nhà con chú nội. Bé vô giùm nó đi. Rồi đi ra coi. Còn lọt đâu đây ạ? À? Con cá ơi, chạy ra đây đi. Lên đi con. Có con cá nhỏ nhỏ, con cá ly hi. Có không? Có cá ly hi không? Có cá ly hi không? Thì không thấy, thấy nó không thấy. Con nó cặp bên bờ. Đã quá ha. Nó hữu tình. Chị ba, phải giống con thiên nàng tiên cá không? Ừ, y chang thiên nàng tiên cá luôn á. Cái cảnh nó vậy á, nó đẹp vậy á. Này phải như mình biến hành con cá cái mình lội xuống đây được ha. Cái người ta bắt chị ba lên mừng thành chị ba. Nó đẹp. Bé y chang các bạn biết ha, dưới đây giống như cái gì, giống như cái hồ hỷ sinh vậy. Y chang cái hồ hỷ sinh luôn. Nó này là tự nhiên. Hồ hỷ sinh mà tự nhiên. Không cần lọc nước. Không cần thay, không cần cắt rong riêu, không cần cho cá ăn luôn. Diễn có hang 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 rồi ướt áo rồi. Thằng Nhất. Hồi là được ăn cay á. Giở cái tay lên. Dạ, hỏi mẹ. Mẹ Năm mẹ ở bển mẹ Năm có nấu. Không. Chắc hay là nãy ấy khóm á. Con này giấu liền con này cá ba mộng luôn nè. Đâu quá. Sâu rồi mà sâu, mắt con nhiều mũi gì á. Đi lên. Tao chịu. Thì ở đây đi, tôi đi lên. Rồi, Sư ở đây đi con, ở đây đi cho mẹ lên đi. Ở đây. Bây giờ không. Ủa lên mà. Cũng đeo theo à. Đi. Cái gì? Chắc cái đồ kiếm. Xào thịt bò. Ướt cái đầm chưa? Không có nên đất được con. Nhổ này nhổ gì trời. Cái đồ của bển nè. Mẹ bỏ. Đi lên, đi lên, đi lên. Không kẹo. Đi vòng vô ngoài Năm đi qua chỗ kẹo à. Không, ông bỏ mẹ đi cái. Ông bỏ, ông đổ trời. Ông kẹo đây, đi, đi. Đi lên không? Đó, thiệt sợ chưa? Con nghe con mình đi à? Dạ. Rồi để Năm chiên khô đồ ăn nha. Dạ, cái này là chiên cho mấy đứa nhỏ. Này làm cho ba đứa nhỏ. Ừ. Cánh gà. Cánh gà hôm qua Năm mua cho con nhỏ cháu ngoại nè. Mà ba chị em nó con của hai nữa nó ăn thịt heo mà cánh gà là tụi nó dành. Hôm nay cho ba đứa nó ăn nè. Mà ai về nó hai đứa nó không qua. Còn cái bên đây là cái gì cô Năm? Này kho miếng thịt cho Dượng Năm đi. Dạ. Ăn. Tụi con ăn khô thì Năm làm khô cho ăn. Dạ, ăn khô lâu lắm rồi con, chưa có được ăn khô. Rồi, ăn khô thì Năm làm cho ăn. Có cá tươi nữa, chiên hả? Chiên thì Năm chiên cho ăn. Khô gì cô Năm? Khô cá nãy mình nói đó để... À, con... dạ, cá giống cá lồng tông phải không cô Năm? Dạ. Ngon lắm nha, dì ba, cô ba làm ngon lắm. Dạ. Năm mua nửa ký, Năm bỏ đi dành ăn. Cái con đó, con nãy nghe, con nãy con thấy phơi luôn mà con không biết ngon không. Ngon lắm, làm ngon lắm. Để con lát con Năm làm con ăn thử đi. Để con chè cà nó ra, nó hay mướt cả cái con gọt. Đâu? Ngoại cả. Ê, đang. Dạ ơi. Có tới mướp non á. Trời ơi, Nó nấp. Nè, vô gọt nè. Hai đứa kiếm gần chết luôn á. Nằm hái cá như này nè. Trời, bữa hổm quá trời. Giờ con đó con hái cá cho Năm ơi. Đang coi dưới khô, dưới canh mướp.
Ờ vậy ngon rồi. Dạ dạ. Mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi. Ê bà tới 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 bầu 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 gì cô Năm? Bầu tròn á con. Sao nó tròn quay à? Ừ bầu tròn á. Cái đó ăn ngon như bầu kia không? Hay là ăn ngon hơn? Lắm, ngọt hơn bầu kia luôn á. Dạ. Trời ơi quá trời rồi. Con ôm nó cắn. Trời ơi nó ôm con chó. Con nói vậy? Leo lên nóc nhà. Có trái bầu. Ây da. Đây. Ây da. Wow. Đây nè. Hả? Đừng có chơi bứng thang của chị nha. Ây, cái thằng Nhật kia. Bộ vô mắt nó đựng cho nó ngước lên. Đâu bỏ bán 180 lận à. Mấy đứa lì á chiên chiên nó văng lắm. Đựng lên gần ngước. Cô bà. Cô nãy lận. Cô nãy chiên lên nó ngon hơn ghê luôn á. Nó giòn hơn ăn trộn lên còn cái hồng tông mà nó giòn hơn. Cá lành canh nha. Hả? Cá lành canh. Lành canh không chứ là lòng tông. Bữa nào là lọc chốt. Cá nước không có giống chị à. Cá nước không thì em. Quay phim dở ở nước ngoài phải ta ra nhà phải la đồ mấy chị. Villa. Con chi ơi, con cứ ăn tiếng này thôi sao? Con. Đợi con lên Việt Nam về. Ủa Việt Nam về hả? Ừ. Thôi chú. Ăn đâu? Thôi Việt Nam. Ăn cơm luôn Việt Nam ơi. Không mà về thì tắm rửa mà không chưa ăn đâu, tụi con ăn đây về năm dẫn qua mười chai. Ủa. Chị hai chai. Sao mày về kìa? Lại ổng kìa, lại ổng ngoại năm kìa. À ngoại năm. À ngoại năm. Bắt về em. Chọn thuốc cây à con. Đi chơi đi con. Không phải. Đi mần cỏ hết. Nãy tới sở thì bây giờ tổng à. Mà ổng về rồi. Bây giờ tổng. Chơi lại nè. Ủa hả? Con qua ngồi với mẹ nè. Cái này là canh mớp nãy mới hái luôn nè. Còn đây ôi Nhật con không có được dọc vô đây. Đây là con cá gì qua đây là Úc. Cá lành canh trời ơi. Lành canh không có nhớ. Đây là thịt kho. Xin mời các anh chị và các bạn nha. Nãy con ăn cá này thấy ngon về rồi. À con ăn. Rồi để nhận nhà nó đi. Ăn cơm rồi tiền ơi. Ngon quá à, cô Năm ơi. Hồn hôn này đó. Cô Ba ướp vừa ăn vừa. Mà nó giống cô Ba Hồng Tâm nhưng mà ăn nó không có thương mà nó Hồng Tâm. Nó đổ nó được hả? Ăn lúc nào mà đen 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 đen. Cô Năm cho khô chơi vậy. Cá bự thế. Cô này ngon quá, em kiếm tôm đâu có cô này đâu. Lành canh. Cô Ba nó ra nói chị hả? Dạ nè em. Dạ. Nói em bự hơn nữa chị rồi. Cái ăn quá. Đó vậy. Thế nào? Chưa được con gì tới. Dạ cô Năm, cô Năm. Có ai một năm đồng mấy mụ nè. Mình đồng một đồng ăn đến 3 năm.
trồng một là mỗi năm la kìa. Ủa là một cây nó lên được mấy trái lớn ra. Một cây lên hớt con chặt rồi nữa lên con nữa. Nó lên con nữa rồi mình thử lấy con đó rồi mình lấy chặt nữa lên con nữa. Nghe á. Vậy là một tuần là 3 năm mình mới trồng rồi. Không có. Chỉ là cái cây ấy, cái cây khớp mẹ của con thấy gì? Là cái trái đỏ đỏ của năm là năm chặt cái đó. Nó lên con khác rồi nắp. Nó lên con khác rồi con giải phân. Là cái đan cái cây đó nó bự con thử lấy trái nữa. Mình chặt cái đó. Còn nó lên nữa mình thử lấy trái nữa. Mà 3 năm rồi. Cái chục trái mình đâu biết được. Vậy hả? Ừ. Đã lên mình chặt, lên mình chặt. Vậy thì cứ ví dụ như 1 năm 2 trái thì 3 năm cũng tháo trái. Đâu á, mà 1 năm nó đâu có 2 trái được. 1 năm là con đốt cả chục trái. Ủa dữ hả? Một bụi mà cả chục trái. Tại vì con chặt cái cây này là cái con nắp của nó lên. Mà lên đâu nó? Ừ, lên 3 con luôn á. Dạ, con có gần 3 con trái. Ừ. Chứ không phải 3 con chứ mà em như 3 con. Là con không để con tét ra con dặm xuống thì nó còn hai cây. Hai cây đó là nữa nó có trái, con chặt hai cái trái đó nữa lên. Rồi đã nhập năm chứ đâu phải năm mà có hai trái được. Ai. Ừ. Để ba muốn con thì nó ra trái luôn chứ. Lại nó chừng một con thôi. Khoan không? Tụi bay lên, tụi bay không nói, con cho tụi bay ăn phô. Ngoan con với mẹ hả? Cứu mẹ, cứu mẹ. Trời ơi, mẹ ăn con cho mẹ. Rồi nè, mẹ ăn quà nữa. Còn ai đi cứ việc ăn đi thôn nè, là nó mang quà luôn, ăn đi. Ai bớt con thì con nhận ngon. Chiên cho tụi con ăn mà, mới chiên nhiều nè. Đừng có bà bà. Ai bớt cho nó miếng cơm, ai chịu con cắn. Còn mày nay không lại không mày năm ha. Rồi nó lên đây hồi nào chả? Nó lên ngoài gì? Nó lên này nó biết nói nè. Đâu lại đâu. Hôm tháng 7 sinh nhật con của mình thầy nào. Nó lên để đeo ông ngoài năm đó không mà nay lên nó không lại. Đã thứ ba là 11 giờ. Mấy ông chưa về à, tôi dẫn mấy đứa này vô tổng quân quay ăn không phải nào mà cái hai bờ khớp à. Cái cao bờ khớp mình đâu có khác. Ủa, ơi, cho nó ông tồn con mình đủ á, cho mấy đứa con có mẹ của tôi tập đó. Rồi vô tổng luôn tại ông. Mọi năm ra. Đâu rồi á? Chút không à. Còn đó. Chịu bỏ đây luôn khỏi những việc. Đi. À, bỏ nó đây đi đừng cho nó về nữa. Có. Ông chịu thì ăn lẹ đi. Không chịu thì ăn lẹ đi. Con tô rồi có đứa nào á. Ăn con hết nha. Tô hơi ớn rồi. Con hết nè con. Biết đâu. Cảnh dũ ở nhà bà đó. Thấy cảnh dũ ở nhà bà đó. Nãy ghế này có chút. Bồi vô áo à. Mời đóng cấm nữa. Con cũng không được. Sao lại có nhiều đó. Chưa 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 ngoài nữa. Ừ, tưởng là tôi phải thôi chứ. Ngon không? Có gì đâu mà đâu có này. Cha nè. Các bạn nhìn con cũng được, mà lì quá à. Không cân nổi. Tôi nói chi mà bỏ nó đây đi. Hồi đó cà rem ăn mẹ đi, đổi em 4 cây cà rem. Cho họ nuôi. Được là cơm chứ, là cơm chó. Được cho cần em bắt gì lắc đổi đổi cây xù rồi. Được con nấu 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 cho bà thầy đem theo. Nó đem theo á. Còn đem con đem theo được không này? Đem con em ăn. Có ăn con tê với thằng gì đó. Có ăn con tê với cơ. Phải dặm giỏi luôn nó là. Thích được chứ. Dữ thì ta. Con thích thì ổng không có ăn canh đâu. Ổng muốn ăn canh á.
cho anh em lấy cho. Để lấy cho con. Bắn nó bỏ vô bao. Nắt con cu. Sợ chưa? Nắt con cu luôn. Sợ chưa? Cảm ơn các bạn đã, và các anh chị đã theo dõi video của em nha. Bây giờ thì em còn tiếp nguyện chút xíu nữa em ra ruộng khớm chơi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.